Xin chào cô chú anh chị em và các bạn. Hôm nay Quỳnh Mai ra giường để review cho các bạn xem bụi chuối của mình. Mới cách đây mấy tháng, ba cây chuối của mình còn nhỏ, có chút xíu, mà bây giờ đã lớn như thế này đó các bạn. Và nó đã mọc ra rất nhiều chuối con. Đây các bạn nhìn xem, một cây chuối mà nó mọc chung quanh của nó là tới 8 con các bạn. Đó là cây chuối sứ trắng. Còn cây chuối cao tiêu thì nó mọc ra 4 con. Đó. Các bạn nhìn xem cái thân chuối khác nhau các bạn. Cây chuối cao tiêu thì nó có màu đỏ ở phía bên ngoài, các bạn nhìn xem cái thân của nó có màu đỏ và có đốm đốm đen trên lá cũng vậy các bạn. Còn cây chuối sứ của mình thì cái thân nó màu xanh hết từ dưới lên trên, không có sọc đỏ. Thì cây chuối sứ này, cây chuối sim đó, nó đẻ ra được 7-8 con. Mình đếm được 7-8 con các bạn. Và những cái con của nó lại lớn lên rất là nhiều. Đây, cây chuối con của nó gần bằng cây chuối mẹ luôn nè các bạn. Đó. Các bạn nhìn thấy cái thân này là cây chuối mẹ nè. Thân này là cây chuối mẹ, mà cây chuối con kế bên nó cũng cao lên rất là nhiều. Đây, cây chuối con nó cao, cái chỗ cổ của nó nè, cao lên trên. Còn kế bên là cây chuối mẹ. Rồi cây chuối con bên đây cũng cao. Đó là những cây chuối mọc kỳ trước. Rồi một nhúm cây chuối nhỏ tí tí nữa các bạn. Đó. Thì mình trồng chỉ có một cây, mà bây giờ đã có ba cây chuối con cao lên gần bằng chuối mẹ. Và có một tám cây chuối con khác mọc ra thì lùng lùng hơn các bạn. Thì hôm nay sắp đến mùa thu rồi, thì mình nghĩ là cây chuối của mình nó không có ra buồng kịp các bạn. Trời sẽ lạnh rồi nó không có ra buồng được, tại vì loại chuối này là trồng ở nhiệt đới, nên mình dự định là sẽ rọc lấy lá để dành để gói bánh ít bánh tét các bạn. Thì các bạn nhìn thấy cái tàu lá của cây chuối mình nó rất là to nè. Hôm nay bị gió, mưa gió đó các bạn, nên nó hơi bị tét ra, nhưng không sao hết. Cái lá nào rách thì mình dùng để gói bánh ít, còn lá nào mà nguyên thì mình gói bánh tét các bạn. Đó, các bạn nhìn xem cái lá nó rất là to dày và nguyên. Đó, các bạn nhìn thấy không, cái lá bề ngang của nó rất là lớn luôn và không có bị tét. Thì mình mong rằng khi mà tới gần ngày mà mình mùa thu đó, mình sẽ đi rọc lá của mấy cây chuối này các bạn, thì mình cũng được vài sắp lá chuối để gói bánh tét. Đó, các bạn nhìn thấy không, cái tàu lá của nó rất là lớn luôn và nó cao tuốt trên trời. Đó. Thì năm sau mình hy vọng là khi mình trồng cây chuối năm sau nó sẽ cho mình hoài nha các bạn. Còn năm nay thì mình tới giờ là không có hy vọng là có chuối các bạn. Đó. Thì nhìn thấy cái bụi chuối như vậy, các bạn nhìn thấy là quê hương Việt Nam nè, có bụi chuối sao hè các bạn. Đó. Thì chỉ có ba cây mà bây giờ nó lên gần tới 15 cây rồi đó các bạn. Ba cây chuối mẹ đó, các bạn nhìn thấy cây chuối này cũng là cây chuối cao nè. Đó, nó có cái đốm đen, nó có cái đốm đen. Rồi ở dưới thân của nó thì là màu đỏ như thế này đó các bạn. Đó. Thì người bán người ta nói như vậy thì mình tin như vậy các bạn. Và nó cũng ra con quá trời luôn.
Đây các bạn nhìn thấy những cây chuối con như thế này. Thì hôm nay Quỳnh Mai quay cái video này sẵn đây, Quỳnh Mai hỏi ý kiến các bạn có trồng chuối thì tới mùa đông thì các bạn làm như thế nào, là các bạn chặt ngang cái cây mẹ nó đi rồi lấy đồ phủ cái củ của nó, hay là các bạn bứng đem bỏ vào trong thùng rồi đem vào gara. Thì mình cũng không biết, tại vì lần đầu tiên mình trồng chuối đó các bạn, mình cũng không biết làm như thế nào. Mình cũng tham khảo ý kiến của những người chung quanh xem coi người ta trồng chuối rồi tới mùa đông người ta đem vào nhà hay là người ta tủ gốc các bạn. Thì các bạn nào có xem cái video của mình thì góp ý giùm mình là mùa đông mình cây chuối các bạn làm như thế nào để chia sẻ với mình nha. Thì nhìn thấy cây chuối lên rất là dễ thương các bạn, rất là mau lớn luôn. Và mình cũng chia sẻ kinh nghiệm nha các bạn, là trồng chuối đó các bạn tưới nước cho nó thì nó rất là mau lớn nha các bạn. Quỳnh Mai ngày nào cũng tưới nước vào trong gốc nó, và người ta cũng tham khảo trên net thì người ta cũng dùng nước là phun lên lá các bạn, tức là tưới trên lá chuối rồi tưới ở chỗ cái bắp nè, chỗ cái bẹ của nó các bạn. Như cái bẹ này là mình tưới nước vô trong cái bẹ này thì nó rất là mau lớn, với lại mình phun ngược từ phía dưới lên trên để cho cái lá chuối nó có nước, có thấm nước các bạn, thì nó rất là tươi tốt. Và mình tưới chung quanh gốc của nó ướt đẫm luôn các bạn. Mình đừng nghĩ là cái cây chuối thân nó có nước ở trong mình không tưới, nhưng mà sau khi mình tham khảo ở trên net thì mình thấy người ta cũng có tưới nước cho cây chuối các bạn đó. Đây. Và mình cũng có kinh nghiệm nữa, có một người bạn trồng một cây chuối như mình, cùng trước thời gian mà mình trồng nữa, người bạn đã mua cây chuối về trồng trước thời gian mình trồng, nhưng mà tới bây giờ cây chuối của bạn nó không có nhảy con mà cũng không có mập, nó đứng yên tại chỗ, nó chỉ cao lên chừng vài tấc thôi chứ nó không có cao lớn như cây chuối của mình. Các bạn nhìn thấy không, cây chuối của mình rất là lớn, cái bụi nó ra rất là lớn, và cái lá của nó lớn bằng cái lá chuối mà người ta rọc bán cho mình gói bánh tét đó các bạn, lớn bằng luôn các bạn. Nên mình khi mà mùa đông là mình sẽ rọc lá chuối này để dành để gói bánh tét đó các bạn. Thì cái người bạn của mình trồng cây chuối mà cái chuối nó không có lớn, nó eo ụt và nó không có ra con, nó cũng không có cao lên nhiều, nó chỉ cao lên có chút xíu thôi rồi nó đứng sừng lại. Còn cái những cây chuối của mình á, mỗi ngày mình ra mình thấy nó lớn lên đó các bạn. Và cái cây ở chính cái tàu lá ở chính giữa nó cứ mọc ra hoài luôn, mỗi ngày nó mọc ra một lá vậy. Rồi cái sáng sớm á, mình ra xem là cái lá cuộn ở chính giữa nó nở ra thành cái lá chuối mới, và mỗi ngày luôn các bạn. Nên mình thấy là mình trồng chuối thì mình phải tưới nước đó các bạn. Đó. Mình tưới đẫm luôn ở dưới gốc và tưới ở trên lá nó luôn, rồi tưới ở trên cái cần cổ của nó luôn thì nó rất là tốt luôn nha các bạn. Đó. Thì rồi sau đó là mình phải đắp gốc nó nữa các bạn. Thì Quỳnh Mai đắp gốc là bằng phân bò khao mượn nuôi đó các bạn. Thì mình đổ mỗi gốc đó là một bao phân bò, nên nó rất là tốt, nó mọc ra cây con quá trời luôn. Thì mình trồng cây chuối này, củ chuối này để cho vui các bạn, để nhớ về quê nhà. Người ta thường nói là
cây chuối sao hè thì mình đúng là đang thực hiện là cây chuối sao hè thiệt, mùa chuối sao hè các bạn. Tại vì bên đây là cái nhà của mình trồng bên đây, tức là bên hè rồi, tức là mình có bụi chuối sao hè. Giống như ở Việt Nam là mình vô nhà nào cũng thấy trồng rất là nhiều chuối, và người ta trồng nguyên hàng luôn các bạn. Còn mình đây thì chỉ mới trồng có 3 cây thôi. Mình muốn trồng nguyên hàng cũng được, năm sau thì mình sẽ bứng những cây con này ra mình trồng nguyên hàng luôn. Thì mình có cây bụi chuối sao hè rất là đẹp luôn các bạn. Đó. Nhiều người nói trồng chuối ở đây không có ăn được trái, nhưng mà Quỳnh Mai cũng không quan tâm. Tại vì mình chỉ muốn cái hình ảnh cây chuối thôi các bạn. Đó, muốn dòm thấy cây chuối thôi nên không quan tâm là nó có trái hay không. Nhưng mà nó không có trái, không có hoài thì mình ăn cái cây con nữa các bạn. Tại vì cây con đó mình chặt rồi mình lấy cái lõi ở trong ra, mình sắt làm gỏi trộn với thịt vịt luộc ăn rất là ngon đó các bạn. Năm nay thì Quỳnh Mai chưa có ăn được cây chuối con nào, tại vì mới trồng cây chuối con nó cũng còn ốm nên chưa ăn được. Nhưng mà năm sau là ăn được rồi đó các bạn. Đó thì cây chuối của mình phát triển rất là nhanh và rất là tốt đó các bạn. Thì hôm nay Quỳnh Mai ra vườn để review cho các bạn xem ba cây chuối của mình mọc giờ thành là một nói là mọc thành một cái bụi chuối khổng lồ luôn các bạn. Tại vì có ba cây chuối mẹ rất là lớn và một bầy chuối con, và những cây chuối con này cũng mọc lên rồi các bạn. Đó, mọc cao lên rồi nên rất là xum xuê. Đó. Vậy thì video tới đây xin tạm ngưng. Quỳnh Mai chúc các bạn vui khỏe, bình an, hạnh phúc, ủng hộ Mai đăng ký, chia sẻ để Quỳnh Mai có động lực làm video khác hay hơn. Xin cảm ơn các bạn và xin chào tạm biệt. Hẹn với các bạn video kỳ sau.